Theo quan niệm của người Á Đông thì hương trầm có khả năng thu hút sinh khí của trời đất, bài trừ tà uế. Đốt một nén hương trầm với mùi hương thoang thoảng thì ta thấy lòng tự tại, an nhiên. Tuy nhiên, trầm thơm thì phải đi cùng với lư đẹp, bởi vì ta chơi trầm không chỉ để ngửi mà ta còn để ngắm nữa. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Oanh chiêm ngưỡng các mẫu lư sông trầm vô cùng độc đáo và mới lạ tại Bảo Long quý vị nhé. Đầu tiên, ngay bên cạnh Oanh đây là một mẫu lư sông trầm rất là đặc biệt và ý nghĩa. Bởi vì sao ạ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì ta đã thấy kiểu dáng của chiếc lư này rất là đặc biệt và ấn tượng, đúng không ạ? Mẫu lư có tên gọi là lư đồng trái đào đúc bằng đồng thau thanh khiết. Và mẫu lư này thì có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ngay nhé. Chiếc lư đồng thì có chiều cao là 38cm và có chiều rộng là 37cm, trọng lượng khoảng tầm 9kg. Lư đồng được đúc thủ công từ chất liệu đồng thau thanh khiết và gồm 3 phần, đó là phần nắp, phần thân và phần đế. Trước hết là về phần nắp thì được các nghệ nhân tạo hình trái đào này, rất là đặc biệt với cành và nụ cây được đúc nổi ở phía trên. Phần thân đỉnh thì có hình quả đào tiên. Trong phong thủy thì đào tiên mang biểu tượng cho trấn trạch, trừ tà và là biểu tượng cho sự trường thọ bình an. Các nghệ nhân tại Bảo Long đã rất là khéo léo để đưa các hình ảnh hình chiếc lá này, cành cây, nụ cây hay là mầm lá, nụ hoa được nổi bật ở trên phần thân quả để tạo sự sinh động như thật. Phía dưới là 3 chiếc chân đỉnh được cách điệu thành hình cành cây. Và phần cuối cùng đó chính là đế, là cành lá xung xuê tạo hình thành một hình đế tròn để nâng đỡ cho chiếc đỉnh đào này. Tổng thể của mẫu lư đồng trái đào này rất là đặc biệt và ý nghĩa. Ngoài ra thì độ hoàn thiện bề mặt cũng rất là tinh xảo. Màu sắc được hạ giả cổ, vừa trang nhã vừa phù hợp với sự thiêng liêng của nơi thờ cúng hay là nhà ở, cũng như là rất là phù hợp với mùi hương trầm an nhàn. Và mẫu lư trầm tiếp theo mà Oanh sẽ giới thiệu cũng vô cùng độc đáo không kém, đó chính là mẫu lư đồng tai voi kiểu dáng cổ truyền. Vật phẩm này thì có chiều cao là 40cm và có chiều ngang là 30cm và trọng lượng rơi vào khoảng 9kg. Về chất liệu hay quy cách chế tác thì tương tự như mẫu đỉnh trái đào mà Oanh vừa giới thiệu, cũng là bằng đồng thau và đúc thủ công. Về kiểu dáng của mẫu lư thì cũng gồm 3 phần, đó là phần nắp, phần thân và phần đế. Trước hết là về phần nắp của mẫu lư thì ở trên nắp có hình biểu tượng nghê chúa và xung quanh là hình bát quái đồ được đục thủng. Đây vừa tăng thêm ý nghĩa phong thủy, cũng là nơi để thoát khói chính khi ta đốt hương trầm quý vị nhé. Về phần thân của chiếc lư thì có hình bát tròn với hai bên tai là hình đầu voi. Phần thân thì hoàn toàn để trơn. Và phần đế gồm 3 chân thẳng với hình đầu hổ phù được cách điệu đơn giản, rất là đặc biệt và ý nghĩa. Về phần đế, đế của chiếc lư là hình tròn với 3 chân đối xứng với 3 mẫu chân trên nè. Ở giữa được đục thủng hình chữ vạn để tăng cái sự hài hòa và đặc biệt hơn cho mẫu lư. Về tổng thể bố cục thì mẫu lư này khá là đơn giản bởi vì được mô phỏng theo các mẫu đỉnh cổ truyền thời xưa. Tuy nhiên, mẫu lư này có một vẻ đẹp sang trọng riêng, đặc biệt riêng. Và cũng với màu sắc hạ giả cổ thì chúng ta có thể đặt mẫu lư này tại các không gian như là phòng khách này hay là phòng thờ, rất là ý nghĩa. Theo cảm nhận của Oanh thì hai mẫu lư là rất là đặc biệt và ý nghĩa. Ta không thể tìm thấy được ở trên thị trường những kiểu dáng lư giống như vậy đâu. Đây là những sản phẩm có độc quyền tại Bảo Long mà thôi. Hiện tại thì Bảo Long không chỉ có hai mẫu lư sông trầm như Oanh vừa giới thiệu, mà chúng tôi còn có rất nhiều các mẫu lư khác nhau, từ kiểu dáng tới kích thước vô cùng đa dạng. Nếu ai đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Bảo Long hoặc là bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể tư vấn nhanh nhất cho quý vị. Và đặc biệt,
Nếu ai muốn xem trực tiếp bộ sưu tập các sản phẩm về đồ đồng mỹ nghệ của Bảo Long cũng có thể vào trực tiếp trang web baolongbrass.com để theo dõi ngay nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những tác phẩm tiếp theo.